Hello, xin chào bà con nha. Xin giới thiệu với bà con đây là luống rau dền đỏ. Đấy, luống rau dền này trồng khá là tốt nha, đẹp. Rau dền này là một loại rau ăn rất là bổ dưỡng. Đấy, nó là một trong những loại rau có nhiều chất dinh dưỡng nhất. Đối với các loại rau dền thì rau dền đỏ này là vẫn là rau dền có nhiều chất dinh dưỡng nhất nha bà con nha. Đấy, nó rất là nhiều chất dinh dưỡng nhất, đặc biệt là các chất sắt rồi các chất khác đó. Thì đây là luống rau trồng ra là để ăn đó, bà con ạ. Rau này cũng khá là dễ trồng. Đấy, chỉ cần bà con mua hạt về gieo là nó lên rất là dày, đó, lên rất là dày. Thỉnh thoảng lồn lồn đôi cây rau diền xanh, đấy, xanh thì nó cũng không phải là xanh hẳn mà nó cũng hơi hơi xanh, xanh lẫn với đỏ. Còn như cây đây này, đây là như những cây này thì phần chính là đỏ là chính, đó, rất là đỏ nhá. Thì gọi chung là rau diền đỏ nhá, bà con nhá, đó. Dễ là trồng. Đấy, vải thì lên rất là dày. Đấy, bà con có thể nhổ tỉa ăn dần hoặc là cho ra ngoài luống luống mới để cấy cho nó phát triển. Cây này của nó phát triển rất là to. Đấy, nó đẻ rất là nhiều nhánh và phát triển ra nhiều nhánh, phát triển ra nhiều cành nhánh. Cho nên là rất là năng suất. Đây. Đối với rau dền này thì bà con phải siêng làm cỏ nhá, làm cỏ cho nó phát triển. Đấy, không khí trong thời gian nó đang lớn thì không làm cỏ thì nó cỏ dại nó sẽ ăn lấn cái rau dền này và cạnh tranh dinh dưỡng với rau dền này, cho nên là nó không làm cho rau dền này phát triển được. Cho nên là cỏ dại là phải làm sạch sẽ, và khi gieo trồng thì nên bón phân chuồng nhá, phân chuồng hoai mục nhá. Đối với đặc biệt nhất là phân chuồng. Đấy, còn tăng cường thêm một số phân NPK hoặc lân. Đó, thì sau khi bón rồi thì chỉ có tưới nước và nó tốt như thế này đấy bà con. Đấy, ăn rau dền này là một loại rau rất là lành và rất là bổ. Đấy, nó là giống như một loại rau thảo dược đấy, được gọi là rau thảo dược cũng được. Đấy, thì bây giờ cái rau này bổ dưỡng như thế nào và có những chất gì có lợi cho cơ thể đó, thì bây giờ tôi sẽ nhổ một ít để đem về để review cho bà con cô bác được biết nha. Vì ở ngoài ruộng này trời cũng hơi nắng cho nên là cũng hơi hơi khó review. Đấy, bây giờ nhổ. Đấy, tôi nhổ này. Đấy, bà con này, nhổ. Rau dày thì cứ nhổ thoải mái nha. Đó, nhổ tỉa đó thoải mái. Này. Này, cây này. Đó, cây nó cũng đỏ, đỏ từ dưới gốc lên đến ngọn đấy bà con này. Đó. Đấy, nhổ thoải mái đi. Cây nào to thì mình nhổ trước. Đó. Mình nhổ thế này là ấy, đến bữa nấu cơm là mình cũng làm rau để nấu canh hoặc là luộc luôn này bà con này. Đó. Đấy bà con này. Rồi, xin tạm dừng video ở đây, bà con chờ một lát để tôi giới thiệu, tiếp tục giới thiệu về cây rau dền đỏ này cho bà con được xem. Đây, rau dền đỏ đây bà con. Đây là cây rau dền đỏ đây. Thì rau dền đỏ có vị ngọt, tính mát và thường được dùng để nấu canh này, để xào hoặc luộc. Đấy. Góp phần khẩu phần ăn trong bữa cơm hàng ngày nhá. Nhưng mà cũng ít người biết đến là cái rau dền đỏ này, còn là một loại cây thảo dược
có nhiều chất tốt có lợi cho cơ thể, đặc biệt là có công dụng lợi tiểu, mát máu, chống nhiễm trùng. Thì để tìm hiểu về cây rau dân đỏ này, mời bà con tiếp tục theo dõi. Về thành phần dinh dưỡng trong cây rau dân đỏ, rau dền này thì được chia làm có 3 loại, đó là rau dền cơm, rau dền gai và rau dền đỏ. Thì trong đó rau dền đỏ là loại rau có thành phần và là lá có màu đỏ tía, nấu thì máu nhừ và khi nấu nó có nước màu đỏ rất là đẹp mắt và nhìn rất là ngon. Thêm vào đó thì rau dền đỏ là loại chứa nhiều protein, glucid, vitamin và khoáng chất, nhất là trong 3 loại. Đặc biệt rau dền đỏ còn rất giàu canxi. Canxi của rau dền đỏ có hàm lượng canxi gấp 3 lần so với trong cải bỏ xôi. Cùng với đó là hàm lượng sắt dồi dào. Rau dền đỏ là loại rau hứa hẹn là một siêu thực phẩm không hề kém cạnh với bất kỳ các loại rau củ quả nào. Rau dền đỏ có tác dụng đối với sức khỏe nhờ vào hàm lượng dồi dào vitamin và khoáng chất, ngoài được biết đến với công dụng thanh nhiệt, rau dền đỏ còn được sử dụng cho nhiều tác dụng như hỗ trợ về bệnh tiểu đường. Theo một số nghiên cứu chỉ ra thì khi ăn rau dền đỏ có thể giúp kiểm soát tốt về đường tuyếp 2. Ngoài ra nhờ vào công dụng ổn định đường huyết, rau dền đỏ có thể ngăn ngừa nguy cơ bệnh tiểu đường và béo phì. Về tăng cường sức khỏe xương khớp, nhờ vào thành phần canxi dồi dào, rau dền đỏ rất có lợi cho sự phát triển của xương, là một loại siêu thực phẩm giúp tăng cường độ cứng của xương, làm giảm nguy cơ mắc bệnh co giật do thiếu canxi, để ngăn ngừa các bệnh tim mạch. Chất cholesterol là một loại chất béo xấu trong máu, nếu tích tụ nhiều sẽ tạo nên các màng bám trong động mạch, gây tắc nghẽn và dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm. Trong rau dền đỏ có chứa một loại vitamin E tự nhiên có tên gọi là tocotrienol, có khả năng loại bỏ cholesterol và ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành. Về kháng viêm và chống oxy hóa, một số nghiên cứu gần đây đã chỉ ra cho thấy trong thành phần rau dền đỏ có chứa thành phần chống viêm và chống lại sự hình thành gốc tự do trong cơ thể. Nhờ đó, ăn rau dền đỏ được cho là một cách hỗ trợ ngăn ngừa chứng sưng do viêm khớp hiệu quả. Về cải thiện hoạt động của hệ tiêu hóa, cũng giống như nhiều loại rau khác, rau dền đỏ là một loại thực phẩm giàu chất xơ, có khả năng giúp cải thiện hoạt động của hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Ngoài ra, nước nấu từ rau dền đỏ theo thông đông y học cổ truyền còn có công dụng trị táo bón, mất nước và xuất huyết tiêu hóa. Về rau dền đỏ tốt cho mắt, rau dền đỏ thuộc nhóm rau giàu vitamin E, một loại vitamin cần thiết để cải thiện và duy trì đôi mắt sáng, khỏe,
để tăng cường sức khỏe cho mắt và duy trì thị lực tốt hơn. Nhiều chuyên gia cũng khuyên rằng nên tăng cường ăn rau dền đỏ giàu vitamin E. Về cách làm một số món ăn từ rau dền đỏ, thì rau dền đỏ thì về chế biến thức ăn thì không có gì là khó, bởi vì rau dền đỏ là một loại rau cũng tương đối là quen thuộc với bà con cô bác đó, cho nên là bà con cô bác có thể tự chế biến về rau dền đỏ này để làm cái món ăn hàng ngày đó. Thì bà con càng siêng ăn loại rau này thì là càng tốt cho cơ thể đấy, nó chỉ tốt là nhiều, và nó cũng hỗ trợ được nhiều, bổ sung nhiều chất dinh dưỡng thiếu trong cơ thể, cho nên nó có khả năng là đề kháng bệnh rất tốt đấy. Thì mong bà con lưu ý đấy. Thì video cũng quay đến đây là xin kết thúc đấy. Có gì mà thiếu sót thì mong bà con cô bác thông cảm bỏ qua đấy. Nếu thích video thì nhớ cho lượt like và nhớ đăng ký kênh. Chúc cho bà con cô bác luôn luôn mạnh khỏe và gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Xin chào bà con cô bác.